Xin chào mọi người, đây là bản tin Công nghệ Mobile City được phát sóng vào lúc 11:30 hàng ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin trình có cho bản tin ngày hôm nay. Chúng ta cùng đến với thông tin đầu tiên, smartphone Redmi đã có chuẩn kháng nước. Redmi vừa công bố tấm poster về chiếc Redmi Note 13 Pro Plus, tiết lộ chiếc smartphone sắp tới sẽ có khả năng kháng bụi nước IP68. Đây cũng là lần đầu tiên một chiếc điện thoại Redmi Note đạt chuẩn IP68. Theo dò rỉ, lỗ mở trên máy đóng vai trò như van giảm áp, giúp Note 13 Pro Plus đáp ứng tiêu chuẩn chống nước và bụi bẩn. Giám đốc của hãng cũng tiết lộ 3 cải tiến chính để máy đạt IP68, gồm thiết kế các bộ phận kín khít, sử dụng kính cường lực và khung nhôm cao cấp, tăng cường gia cố các chi tiết yếu. Ngoài ra, máy còn trải qua 10 bài test độ kín khí nghiêm ngặt về cấu hình. Máy chạy chip Dimensity 7200 Ultra, RAM 16GB, bộ nhớ trong 1TB, pin 5120 mAh và sạc 120W. Màn hình của máy là AMOLED 1.5K, cả bế vân tay bên trong màn hình và camera 200 MP chất lượng. Với nhiều nâng cấp vượt trội, Redmi Note 13 Pro Plus hứa hẹn sẽ trở thành một trong những chiếc smartphone tầm trung đáng mong chờ nhất trong năm nay. Tin tức tiếp theo, sẵn sàng vay nợ để sở hữu iPhone 15. Ngay sau sự kiện ra mắt, iPhone 15 đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía người tiêu dùng Mỹ. Theo khảo sát của Wallet Hub, 1/5 người Mỹ sẵn sàng vay nợ để sở hữu chiếc iPhone mới nhất. Điều này cho thấy sức hút vô cùng lớn của thương hiệu Apple. Cụ thể, 40% người được hỏi đã lên kế hoạch mua iPhone 15, gần 40% sẽ chọn trả góp thay vì là trả tiền một lần. Nhiều người còn coi việc sở hữu iPhone mới là tiêu chí đánh giá đẳng cấp và tình hình tài chính của một người. Tuy nhiên, iPhone 15 cũng bị cho là không có nhiều đột phá về tính năng. Gần 75% người được hỏi cho rằng các model iPhone mới bị đánh giá quá cao. Dù vậy thì sản phẩm vẫn hấp dẫn với giới trẻ Mỹ, là biểu tượng của xu hướng và đẳng cấp xã hội. Hiện Apple chiếm 57% thị phần smartphone tại Mỹ, trong khi Android là 42%. Xu hướng người trẻ Mỹ chuyển sang dùng iPhone ngày càng rõ rệt. Điều này cho thấy sức hút và vị thế vững chắc của iPhone đối với giới trẻ nước này. Và bây giờ là thông tin cuối cùng trong ngày. Chiếc máy Vivo có hiệu năng ngang ngửa với iPhone 15 Pro. Theo nguồn tin mới nhất, dòng flagship Vivo X100 sắp tới của hãng Vivo sẽ sở hữu hiệu năng vô cùng mạnh mẽ, có thể cạnh tranh trực tiếp với iPhone 15 Pro của Apple. Cụ thể, bộ 3 Vivo X100, X100 Pro và X100 Pro Plus đều được trang bị con chip đến từ MediaTek là Dimensity 9300. Đây là con chip 5G 8 nhân, sản xuất trên tiến trình 4 nanomet, hứa hẹn đem tới hiệu suất ấn tượng. Mặc dù con chip A17 Pro của iPhone 15 Pro dùng tiến trình 3 nanomet, nhưng Dimensity 9300 vẫn được kỳ vọng là đối thủ xứng tầm về mặt hiệu năng, ít nhất là qua những bài thử nghiệm. Ngoài ra, dòng X100 còn được nâng cấp mạnh mẽ về camera, hứa hẹn mang đến trải nghiệm chụp ảnh cực đỉnh. Với chip mới cùng camera khủng, dòng X100 chắc chắn sẽ là một sát thủ đáng gờm trong phân khúc smartphone cao cấp, thách thức vị thế của các đối thủ khi ra mắt vào tháng 11 tới. Ok, vừa rồi mình đã tổng hợp một số tin công nghệ nóng có trong ngày. Nếu các bạn có gì đóng góp, hãy comment xuống phía dưới nhé. Đừng quên bấm like, subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.